Oppo F1 Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Từng thuyết phục 4 vị ban giám khảo bởi sự trẻ trung và nhiệt huyết, Hồ Thị Hiền đã trưởng thành như thế nào sau một chặng đường cùng nhân tố bí ẩn. Những lúc khi bạn vấp ngã, hãy cứ tin rằng khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Và tôi đã tự mở ra một cánh cửa mới cho bản thân mình. Tôi tin rằng cứ đi thì sẽ đến, còn nếu ta dừng lại thì ta sẽ không thể biết phía trước có những điều tốt đẹp nào đang chờ đợi mình. Và tôi muốn đón nhận và tự dành cho bản thân mình những cơ hội mới. Đến với cuộc thi nhân tố bí ẩn, mỗi thí sinh là một nhành hoa tài năng với những màu sắc riêng biệt. Và tại khu vườn này, tôi chọn mình là một khóm siêu rồng, nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Mọi khó khăn đã ở lại phía sau. Giờ là lúc tôi khẳng định tài năng và giá trị của mình. Em xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Em là Hồ Thị Hiền. Hôm nay tóc của em dài thế, nuôi tóc lúc nào nhanh thế nhỉ? Tôi tóc giả. Tóc thiệt. Nhưng mà hôm trước em hát là tóc em ngắn cơ mà hát bài của chị Phương Uyên đúng không? Em mới nói. Trông lạ ơi lạ luôn. Chứng tỏ là em có một cái dấu ấn mà mọi người không quên được và vẫn nhận ra em đúng không? Trời, để cho người ta hát đi trời. Trêu một tí thôi. Sau đây em sẽ thể hiện ca khúc Đánh Thức. Xin mời em. Chợt đánh thức trái tim đang ngủ quên từ bấy lâu. Từ ngày đêm một người cô đơn giữa dòng đời, rồi lúc nào cũng cười. Hàng đêm đứng giữa muôn vòng tay ấm êm, giữa tiếng cười ở đây. Hôm nay ai cũng hát xong rồi cứ xong mặt bùng thiêu vậy. Beauty is how you feel inside when it's reflected on your life. Selfie lưu giữ nét đẹp tự nhiên. Oppo F1 Plus, nét đẹp tâm điểm. Oppo Camera Phone. Chắc em căng thẳng với con của bà cái ghế. Đấy là một cái sự rất là lo lắng. Cứ bình tĩnh. Có chuyện buồn hay là sao em? Cứ tâm sự đi, tâm sự đi. Hay mà. Lắng nghe đây. Thôi bây giờ anh Tùng Dương xoa dịu em một tí đi Tùng Dương ơi. Em có cần một bờ vai không? Còn nếu em cần anh thì anh sẽ lên. Anh lên, anh cứ lên anh ôm trước rồi chuyện khác bình tĩnh sau nhá. Yeah. Ôi lau nước mắt nha. Thế mà không bao giờ động viên Hồ Quỳnh Hương Thanh Lam nha. Hồ Quỳnh Hương cứ khóc đi rồi Tùng Dương sẽ lau. Không những thế mà còn để nước mắt mình chảy vào trong tim nữa cơ. Hương ơi, dạ. Bớt gan tị đi trời ơi, nãy giờ á. Anh muốn nghe một chút từ em đi. Vì sao em khóc? Dạ, thực ra là hôm nay em bị viêm họng hạc và ho ra máu nhiều. Em không thể hoạt động của họng được. Hát xong thì em mừng quá vì đã thực hiện hết khả năng của mình trên sân khấu rồi. Có một cái ưu điểm của em là những cái nốt cao của em ấy có một cái chân âm thanh rất rõ, tức là nó rất là vững chắc. Cái lực của em nó phát ra rất là mạnh. Nhiều khi ai có thể em sẽ không kiểm soát được. Cái đó cũng vừa là ưu điểm lại vừa là nhược điểm của em. Sau này đi hát, nếu chúng ta hát một lúc 20 bài hát trở lên chẳng hạn, trong một cái show diễn nào đấy sẽ bị đau cổ triền miên như vậy. Đấy là cái kinh nghiệm của anh biết rồi. Cho nên là em cũng vẫn phải tiết chế lại cho mình. Nhưng mà dù sao thì ngày hôm nay thực sự cái bài hát của em hát nó rất là cảm xúc. Chúc mừng em. Anh thích cái phần tiểu diễn này của em. Chị rất là thích cái tóc của em ở lần trước. Trong em nó hơi con trai một tí. Nó rất là hợp với cái phong thái mà nó hát đấy. Nó phủi phủi như của em. Thế chị ngạc nhiên quá, tự dưng có cái tóc gì mà nó mới tinh như thế. Vẫn gây cho ban giám khảo ngạc nhiên đấy. Không, nhưng mà chị thích bởi vì em còn đang rất là trẻ. Có rất là nhiều cái cơ hội để đào tạo. Chị nghĩ rằng là nếu em thực sự được tiếp tục tham gia vào cuộc thi với một cái thời gian dài thì em cũng sẽ là một nhân tố bất ngờ đối với cái nhìn của chị. Nếu khai thác triệt để em còn có nhiều cái cách hát hơn nữa. Đấy là một tiết mục chị thích. Chúc mừng em. Cái giọng ca của em nó rất là khỏe và trong cái giọng ca của em nó rất là nhiều cái tình cảm. Và mặc dù em rất là trẻ, rất là muốn thấy em trong những vòng sau coi thử em sẽ làm cái gì em nữa. Anh đồng ý. Chị đồng ý. Anh cũng đồng ý. Chị cũng nghĩ là chị sẽ đồng ý cho em. Giọng hát của em rất có chiều sâu. Chúc mừng em ngồi vào chiếc ghế thứ tư. Cảm ơn giám khảo, cảm ơn mọi người. Chúc mừng Hồ Thị Hiền đã chiến thắng chính bản thân và chứng minh rằng mình xứng đáng có được chiếc ghế thứ tư. 2 chiếc ghế còn lại, 4 thí sinh cuối cùng sẽ phải làm gì để chiến thắng cuộc chạy đua nước rút này?